Con giáo với tôi xin chào cô chú anh chị nha. Khúc này là công viên bờ kè của đảo Phú Gia thuộc tập đoàn Phú Cường Kiên Giang. Giờ này là cũng tầm chiều tối rồi. Đây có cái chú trưng bày bán đồ chơi dành cho các em bé nè, đến đây vui chơi rồi mua lại mua những món đồ chơi này để làm vật kỷ niệm. Và đây thì ngoài khúc cái chỗ này thì có nhiều chiếc xe gắn máy và xe ô tô người ta đậu để mà đi bộ vào đây để vui chơi. Phía trước bên đó là khu vực vui chơi, cái công viên vui chơi đó, giải trí đó, đó Phú Cường Land. Hiện tại này là mặt phía sau. Rồi chúng ta tản bộ dài ra ngoài bờ kè đó xem cảnh buổi chiều ngoài bờ biển nó như thế nào. Tầm giờ này thì cũng đã tối rồi, quay cũng bỏ cho lắm nha. Có nhiều con bạc chim cánh cụt. Wow, hình như giờ này tôi thấy có vài hạt mưa li ti rồi. Bầu trời cũng khá là âm u trên khúc đó ở đây nè. Cũng chắc có thể là tối nay mưa quá mọi người ơi. Ở dưới mặt đường này đi bộ đây là được lót đá hoa cương. Đây, được xếp thành một bố trí hình một cái trục bông hoa. Tôi nghĩ bông hoa nhưng mà chắc nếu mà từ góc độ phi cam nhìn xuống á, ở đây khung này rất là đẹp nha. Tại hiện tại này đang đi bộ dưới đây. Ồ, có nhiều người chụp hình check-in nữa kìa. Gió ở đây hôm nay không có mạnh cho lắm. Cũng mát liu. Wow. Còn khúc cái đường ra khúc bờ kè này thì ở đây có nhiều dãy màu sắc rực rỡ như vòng cầu, cũng tròn dãy màu vậy, có thể kéo dài qua đó luôn. Đây ngồi đây gió mát làm sao. Ở nơi đây á, tối thì công viên bờ kè này á, sẽ mở một bóng đèn á, trên trụ trên đó đó, sẽ mở sáng nguyên khu vực bên đây. Thì còn ở đây thì nó có những cái đèn LED sẽ cháy sáng hết những nơi đây. Đây là cái đèn sáng sẽ sáng đây nè, nhưng mà tại vì này chưa tối đâu để mà phát hiện sáng. Khá nhiều người đến đây để vui chơi nha mọi người.